Tặng quà cho người yêu. Chương trình tặng quà cho người yêu, tặng gì đây? Wow, Apple Watch. Wow, Apple Watch là đeo để một cặp. Trời ơi, người ta đeo một cặp. Đâu, đeo xong rồi đưa tay hai người lại. Đeo xong đi, kìa, đưa Chí đeo cho anh. Thấy còn phải connect vô với điện thoại nữa. Ừ. Đeo tay trái anh. Đeo tay trái. Đó, thấy người ta đeo tình tử mà. Ông Thắng đâu, ông Danh đâu. Lại học hửi. Wow, một cặp đâu, để vô coi. Đây, một cặp. Rồi, ưng chưng lấy tay coi. Đó, đồng hồ cặp đó nha, y chang luôn hả? Đó, thấy không? Đồng không hồ có cặp. Ảnh mua sao có đi nè. Là trước rồi, kiểu qua. Nhưng mà cái dây đen nhưng thì cái giống dây nhau. Dây đen giống nhau. Ừ. Của ảnh là cái này có GPS luôn, có GPS. Ừ, có GPS đi luôn được. Đi đồ đát á, đi đồ đát á. Xe mới. A8 ghét luôn. Vậy thì lột cái đồng hồ kia ra. Dây chạp rồi. Hai bên đeo hai cái. Rồi có quay qua không, cảm ơn em như thế nào không cần thiết đâu em nên chịu em hung miếng xuống đi nào anh chân hung chứ sao để chỉ hung anh không anh không hung chỉ gì chứ vậy không có cỡ thiệt ha ờ sao có cỡ dữ vậy cha nội giờ mới tắm này đẹp lắm hả đi ừ cái gì người yêu mà mắc cỡ gì rồi rồi giờ lên thử áo nữa tới chương trình thử áo. Trời ơi, thằng ơi, có cái vườn bông này đẹp chưa thằng? Vườn bông đẹp à, hả? Đẹp quá hả? Ừ. À. Giờ tới chương trình. Ừ, thử áo. Giờ tới chương trình thử áo. Quà của người yêu tặng. Quà của người yêu. Cái này để giống như là trời mưa rồi đó. Trời mưa rồi đó. Vô cái ảnh đi làm đó. Ừ. Cho nên giống như mình dễ thấy hơn mà. Ừ. Mặt màu tối tối cho màu sáng sáng ngay sáng để lái xe thì mình đừng có mặt màu sáng thử cái áo kia thử cái mắc cỡ mắc cỡ ống mắc cỡ dữ chắc hồi đó giờ người ta đâu có bồ nhiều đâu người ta đâu có kinh nghiệm đâu có cỡ mấy tờ danh rồi đó. Cảm ơn em nha, từ nay nha coi em chăm sóc cho Trương làm cái điều là chị vui mừng nhất luôn á. Em cũng cảm ơn chị với Hằng giống như là tác hợp cho tụi em. À, cũng nhờ chị với Hằng nhiều ơn dữ lắm, nhiều công dữ lắm luôn. Cảm ơn em đã đến cuộc đời của Trương chăm sóc cho Trương. Điều đó chị rất là mừng. Cái điều một người chị mong mỏi trong đứa em đó là cái niềm hạnh phúc. Để em được hạnh phúc cho nên bây giờ có em chăm sóc rồi chị mừng lắm, chị cảm ơn em. Cảm ơn chị Ly nè. Hy vọng là mãi mãi ha anh Trương có một anh Trương có một bến bờ hạnh phúc để ổn định cho cuộc sống á. Cái này em muốn kêu ảnh đổi cái dây này hình như nó tiện hơn. Có cái dây tiện hơn cái dây của cái đồng hồ nó hả? Ừ, cô nói luôn muốn đổi ra cái này thì nó tiện hơn. Thay áo thì lâu quá vậy cho nội. ngắm trước à. Đẹp cái cổ đâu có gì đâu mà à, mà tại cái tướng mà ổng mặc vô cái gì cũng đẹp. Đẹp mà anh. Nhưng mà chị nói là bây giờ em mặc mấy màu tươi cho có cuộc đời mới tươi sáng một chút. Đúng rồi, màu này tươi nó đẹp. Mặc cái áo ngắn tay cho nó mát một chút. Đẹp. Vừa phải không anh? Vừa. Wow. Hạnh phúc dữ anh Trương. Hạnh phúc dữ anh Trương, giờ có người chăm sóc. Wow. Dễ thương mà. Dễ thương. Cái dây này nè anh, có nhiều khi mình đổi đi đó. Nếu anh muốn đổi thì anh đổi dây này qua. Thường thì đổi dây này thì thường thấy người ta hay thích đổi dây này. Đó. Thì em khai à, nó dính sao lại nhiều. Đâu thử thì cái này là ông Thắng phải học hỏi nha. Ông Thắng phải gắng kiếm giống như là anh Trương kìa. Đi, đẹp này,
à, áo đẹp nè. Đó. Chụp hình hả? Giờ chụp hình hả? Chụp hình là quay phim đi. Ờ, cứ quay vậy nè. Em phải mặc cái áo. À, cảm ơn em rồi chứ. Có rồi là cảm ơn em. Cuộc đời của anh. Thank you, man. Thank you, man. Rồi, ok. Để cho ổng tự nhiên đi. Đổi dây nó có dễ không anh? Giống như mình đang. Thôi vậy vui rồi. Dạ. Em không biết đổi làm sao nữa. Dễ mà. Hình như là gỡ được. Mà ô nhưng mà em thấy nè, hình như là cái tay của anh thôi chắc không cần đổi đâu à. Nếu mà đổi dây này vô em sợ nó ngắn à. Em nghĩ vậy đó. Đeo từ từ khi nào chán cái đổi hay là nó bị hư á. Không đeo cái này được mà phải không? Đeo. Em thấy hình như cái này nó ngắn nè. Đeo cái đồng hồ đeo bên này thì nó đẹp nè. Original mà. Đeo tay trái mà. Đeo tay trái. Giờ thì cái kia là đeo bên tay phải. Chắc chẳng hạn thì đeo bên phải. Đeo cái original của nó cứ. Đó. Thì em nghĩ cái dây này ok, không cần đổi đâu. Chuyện nào chán chán là anh đổi. Còn cái trường hợp em đeo qua tay kia. Trường hợp qua tay kia. Cái trường hợp đọc kinh đó. Ờ gì hả? Hay là anh đeo tay đó thử. No, cái này qua bên này. Anh đỡ gì cái trường nó đứt không à? Dạ. Không có chúa. Để tay em mở chặt đi. Bữa hổm em mở ra anh chặt nó đầy rồi đó. Mà bây giờ hình như là nó. Ồ mà chắc mình phải bấm cho nó on để đợi hay sao đó. Phải gắn dây vô chặt hả? Bữa hổm em gắn thì em thấy nó nổi đèn, nó đầy pin mà hổm giờ rồi em mua hổm giờ lâu còn giờ ô thì ông phải việc rồi lên nào có pin mà mình mở nó lên phải không? À, có pin là mở lên bắt đầu phải connect vô cái con phải có tham làm nhiều đó. Có tham rồi nó kêu sao mình phải làm vô mình on lên rồi nó kêu là anh đọc theo đó. Nó nổi lên cái gì mình bấm cái đó. Phải connect vô phone nữa là nó ngay. Rồi khi connect vô phone là tự động GPS nó vô. Đó, bắt đầu đó, nó nổi lên gì cái anh bấm này. Bấm cái nhỏ nè. Bấm thôi. Sổ mũi. Có giấy chị, giấy trong toilet, giấy là mũi á, giấy mềm á. Hoa với cây. Mặc cái màu này ha, cho màu tối tăm nữa. Mặc vậy đó, thấy nó sáng sủa, nó sạch. Chị nói là mình thay đổi đi, phải không? Dạ. Thay đổi cho cuộc đời. Thay đổi phong thủy. Cho cuộc đời nó tươi một chút, đừng mặc mấy cái màu nâu, màu rau, màu này, màu kia. Nô, chói thấy vậy chứ mặt lên không có chói đâu. Mặc đi em, mặc cái cuộc đời nó tươi đỏ một chút chứ. Mặc ba đẹp. Màu âm u hoài, buồn, thấy màu. Đúng rồi. Phải thay đổi cuộc sống, rồi, thay đổi cuộc đời. Sống tươi, tươi rồi, tươi rói rồi, mình phải mặc màu rói tươi lên. Dạ. Yeah. Hả chị, ok hả chị? Màu đẹp. Ok, quá đẹp luôn. Chị có mấy cái màu sáng sủa vậy đó. Em nói đang ngoài trời mưa đó chị, anh thấy em đỏ nè, mặc đi làm nè chị. Để cho người ta dần thấy mình đỏ hơn. Anh Dương bỏ áo vô quần thấy đẹp hơn á. Bỏ vô quần đó. Bỏ vô quần thấy sang hơn á. Trời giờ giống công tử Bạc Liêu quá vậy trời. Có để thời gian đi đấy đâu. Đi vô tiệm là gặp cái là cứ lấy gì đó chứ đâu có đủ giờ đâu. Không có thời gian. Thấy là cái vớt thôi à. Cứ chạy vô tiệm gọi giờ để sống đóng cửa góc gì đó chứ đâu có thời gian để đi từ từ đi lựa đâu. Bởi vì gặp cái đò nào thì mặc giấy ướt lâu. Nó ra hết rồi nha. Đi ra ngoài ra sắp hết rồi. Em cũng chị. Thôi giờ em ra. Ra hết rồi. Ra, bây giờ đi xóa bình mò. Đi xóa bình mò. Đi Santa Naro. Thổi đi. Em không biết con này. Cái con này. Chú
phone bỏ theo dõi rồi. Gọi đi có không? Có đi gọi cái. Con tim anh như đã lại. Làm gì mà xong mới thiếu vậy? Mới uống là 2 chai. Mới uống 2 chai hả? Cool. Hứng nó muốn hát vậy hả? Nãy đầu đầu 2 là nhớ nha. 2A. Nhớ 2A. Rồi bây giờ về giày ổng đâu, ổng lấy tới đi giày này, con đòn dùng được cửa. Ai? Con đòn. Giày cũ rồi dùng chứ. Còn đây giày mới của ông đâu, giày giày đòn không phải Phương Thiện. Dạ đi giày ổng đòn đó, nhưng mà cũ rồi. Đâu có đâu, đứng đi chờ đi. Chưa có đậu lậu à? Mát mát dễ chịu ha. Mát, không có lạnh. Mát dễ chịu. Hôm nay 80. Không tốt cái xe gan nhé. Mát quá. Nằm cái chỗ này là bữa mình đi coi đèn đó. Dạ, bữa đi coi đèn. Nó đi Hòa Lạc nữa nha mày. Không có đi tùm lum Hòa Lạc, không có đường kiếm, không có điện thoại. Đóng kẹt trước. Không có điện thoại mới kiếm đâu. Xứng quá chừng xứng. Trời đẹp ơi, đẹp dữ vậy trời. Xứng là hai người xứng ra. Quá trời xứng đôi vừa lứa. Ăn kagi vô đẹp ha. Mặc quá cái quần đẹp hơn. Wow, đẹp quá ha. Đẹp đôi ha. Xứng đẹp. Hạnh phúc. Trời đẹp. Đây. Rồi bây giờ đi hướng nào? Đây. Nhà mấy cầm mấy. Bây giờ phải nắm quần áo nó kéo nó đi nè.
nó giống mình cũng coi em á. Chó đẹp quá chị. Oh my god, so cute. Wow. Hello. Hello. Oh, so cute. Boy or girl? Okay. Wow, so cute. I have four dogs. Yes. So cute. Dễ thương quá. Wow. Da đẹp chứ thương quá. Trời, nó không lạ hả? Chó này không giận nó dữ. Da nó không giận, chó kiện á, dễ thương quá. Thương lắm, em mê chó lắm. Cơ. Con gái. Ồ, mặt đấy thương á, thương lắm kìa. Yeah. Ok, bye, enjoy. Yeah, bye. Đây, quán ba nè. Quán ba kìa, đem vô nó nhảy thế là. Đó, đem đi. Nhạc đó. Ba bia, đồ chùm đốt ra. Đấy, với mấy người Mỹ. Mấy con luôn. Mỹ cũng để không cửa không nói nhảm nhảm. Mẹ cầm cái áo tao đi cho đỡ chống chảy cái tay. Cho nó đi đỡ chống chảy cho nó biết tao đang cỡ kế gần mày đó, mày đi mày đừng có lạc. Né đây nè, đi mỗi mỗi người giữ người. Giữ cái lắp rồi giữ không biết. Chị không có chị đi ra đường là vậy không đó. Đi nè, đi giữ anh Trương. À, đi nè giữ anh Trương. Đi vào phố. Wow, xe đổ kìa là. Nè, xe đổ nè. Xe này lọt rồi. Xe này xe điện. Chú này xe điện. Ồ, chạy ra ngoài là đẹp hả? Đẹp quá ha. Đẹp. Không mà em không dám ngồi chị ơi. Mất hồn mất vía. Mất hồn gì? Tại vì nó giọt nhanh nó quá đó. Nó nhỏ mà. Ờ, nó nhỏ. Với là cái mình chạy chậm. Với mình thấy cái phọt của nó ấy quá. Ờ, với nó nhỏ quá là em ngồi mất hồn mất vía. Đúng rồi, cái phọt của nó nhỏ quá là nó khanh xem. Mình chạy chậm mình bấm cái kia mà bấm turbo mới chạy đẹp. Nó có hai người chạy thì mình sợ thì bấm cái kia chạy thường thôi. Còn ủa hai người kia rồi. Chẳng bị quậy sóng trâu bồ đâu á. Cho mặt kia cho mặt kia. Lát nữa xong mình gọi phone. Dạ. Bữa nay thứ bảy mà trời mát mát, đi bộ vui ha. Đông vui. Còn trên kia có đèn gì đó. Có đèn là gì? Ờ, vô mò, vô shopping. Ông vô ăn, vô vòng vòng chứ. Đi vô vòng vòng chứ. Ờ, ông vô, ông coi, chỉ vô, chỉ coi đồ nam cho anh Trương nữa nè. Hello, hello, đâu, đi nào đó. Chị nè. Hả? Ờ. Đi shop ở đây. Ờ, vô shop ở đây đi, mình coi. Yeah. Yeah, thấy cái chỗ nào thích cứ vô coi vòng vòng. Vô coi vòng vòng. Chó so cute hả? Ờ. Yeah, em thấy mấy chó em thích lắm. Ở đây thấy không có gì. Trời, đi uống rượu đâu, nó nói có kìa, đi kìa, nó nói đi uống rượu. Nó là nghe rượu nè, nó mê rồi. Cái mặt khùng kìa. Có đi uống rượu hả? Có cái hồ nó em nó có đi uống rượu. Ờ, có đi uống rượu. Có, sợ nổi em đâu. Đi đây, đi đây, đi đây.
lên đó kìa. Đi thẳng hướng kìa. Có bán cà phê. Có Starbucks nữa. Muốn đi uống cocktail hay muốn cà phê? Uống ăn kem rồi đi. Đi là kiếm ăn kem rồi đi. Đi vô ăn kem rồi đi. Cho nó mát, giờ đang nấu. Cà phê có bánh ngọt. Over there, man. Ủa chị để đâu? Đây. Đó, đó. Chị đây nè, chị đây nè. Chị đây nè. Ở đây có bán gì hả? Bánh với cà phê. Có ai đi bắt gươm không? Không. Có ai đi không biết. Vô mua có ai stream không? Có ice cream không? Có nè, ice coffee full nè. Ice cà phê bỏ cà đem vô. Nè, ice coffee full nè. New oil in cà phê nè. Thôi mình uống cocktail chứ uống này lát sao tối ngủ. Thà là uống cocktail đi. Đừng có tối, đi. Uống được không được, có phiền nữa. Đi uống cocktail đi. Ngủ không được tiếng đâu sao. Tiếng thì sao? Mà Mỹ không? Chắc có rồi sao? Mỹ ít thấy rồi sao? Ban ngày cho mày dính camera kìa. Ban đêm để cho mày dính camera đó. Cho mày dính camera đó mày khùng quá. Đi hướng nào? Ra ngoài đường này, ra đường này. Cái quán nằm mình ở trên kia. Nó cho dính camera mà nó khùng khùng. Quán nằm mình uống ở trên kia kìa. Cái chỗ đậu xe, phải đậu xe. Mình uống cocktail thôi, bỏ dưới kia kìa, không biết nào. Đi vòng vòng ra cũng kiếm được đó à. Cái này là Happy House. Đây là Dublin Town. Thăm được không? Đồ ăn tàu. Đang nhớ mất tiền không có cần uống không? Hả? Cái chỗ bãi đậu xe bắt tiền. Dễ thương mà không có nhau. Dễ mà thương không dễ. Nó không có dễ. Chưa không có dễ. Rồi này á, nhanh ơi. Đâu chỗ này nè. Kìa ông Mía thì kìa giọng nói trời không à, ai lắm nói gì đó. Giờ nghe mọi người kiểu ông Mía. Không, người thì bắt sao. Dạ ông Mía đi tìm sao. Ông Mía nói trời, ai lắm nói trời dưới đất với bụi. Đem về đi làm kiếm hả. Bàn cũ á, bàn cũ. Tiệm này nè, đúng rồi. Bàn cũ á. Tiệm này nè, đúng rồi, vô đây đi. Thắng đâu. Ngồi lại cái bàn của mình không? Ngồi y lại cái bàn. Mình ngồi lại cái bàn. Nay đi bộ. Cái này cái bàn này bàn cũ. Bàn cũ mình có duyên với cái bàn. Dạ, bốn tháng trở lại mình vẫn có duyên với cái bàn. Vẫn có duyên với cái bàn này, ý bàn này luôn. Ngồi đi. Thằng ngồi đâu bàn hả? Không, chị ngồi đang ngồi quay. Ok. Ngồi chỉ đây. Để cái ghế nữa. Đủ không? Đủ ghế không? Đủ không? Thêm cái ghế nữa đây. Anh Hùng với là thêm cái ghế nữa. Ai là khỏi thấy. Của anh ta bên đó mình lấy được.